Thanh xuân như một ly trà, thêm đường thêm sữa thế là tăng cân. Tôi ăn từ ngày này sang ngày nọ, đến cả bây giờ con rồng ruộng nó không thể chở tôi đi được nữa. Và nó dừng đứng lúc tại một cái ngôi đền sa mạc. Mà mình đã vào ngôi đền sa mạc thì mình chắc chắn mình phải la liếm tất cả những món đồ trong này, không lấy đời không nể. Nhưng mà tôi đã quên, bên cạnh tôi đang có một thằng báo đời, một thằng báo thủ chính hiệu. Và trong cơn lâm sản, đầu tôi quay cuồng, phê pha không lối về. Khi tỉnh giấc thì mình đã lạc trôi một cái thế giới nào đó. Tôi lờ đờ, ngáo ngáo, nhìn xung quanh và nhận ra tôi đã lạc vào thế giới Skyblock của server Lucky VN. Một server Skyblock cực kỳ hay tại Việt Nam này các bạn ạ. Và cuộc hành trình bắt đầu. Và xin mời các bạn chiêm ngưỡng cuộc hành trình 100 ngày trong Skyblock của Harry khi trở thành trùm server. Và trước cái video đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share, một subscribe và ủng hộ video này thật nhiều để mình lại chuyển sinh sang thế giới Pokemon khác nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta vào video nào, let's go. Mới vào server thì xung quanh mình toàn là những ông dân làng. Mình đi tới đâu là những ông nhìn mình bằng ánh mắt triều mến, bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mới nhìn phát là các ông các bà là nhìn mình liền. Ôi, chẳng lẽ tôi chính là thần tượng trong huyền thoại Napoleon đã kể lại? Một con người đẹp trai, tài năng, tư duy chiến thuật đỉnh cao là chính là một thằng bốc phét. Vừa vào thì server thấy hòa quang nhân vật chính của tôi thì lập tức cho tôi một set đồ khá là xịn sò. Mà hình như thằng nào mới vào không được các bạn ạ. Sau khi gỡ đồ ra cho tôi chơi đồ nhiều quá thì tôi biết được đây là cái nơi trade đồ các bạn. Các bạn cày vật phẩm vào đến đây để trade ra những món đồ cực kỳ xịn sò. Và tôi nhận ra một điều là tôi đã học được môn võ khi chuyển sinh qua thế giới này. Đó chính là võ bị chó. Tham qua server quá nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuyệt IS để tạo ra một hòn đảo cho riêng mình. Đây chính là ngôi nhà đầu tiên ở trong server này. Vừa tạo đảo xong thì đập vào mắt mình đó chính là một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn cùng với một hòn đảo cực kỳ to, nhìn cũng đẹp phết nhờ. Giờ đập ra thì lại có lỗi với đấng tạo hóa của server này, mà không đập thì không được, nên tôi quyết định sẽ đập nó xong. Nói thật, mới vào thì tôi chẳng biết làm gì các bạn, cứ chạy lui chạy tới như mấy cái thằng thiểu năng. Và bỗng nhiên tôi nhận ra rằng là chúng ta phải đi đào đá. Ở server này có một cái thứ rất là hay, có nghĩa là chúng ta đã có sẵn một cái máy farm rồi. Lỡ có mấy thằng ngu ngu ngáo ngáo nó không biết làm máy farm đá thì chết sợ rồi. Chính xác, thằng đó là tôi. Và tôi là cắm đầu cắm cổ với đào mấy cái khối này, mỗi cặp mỗi tay lắm các bạn ạ. Các bạn lại nghĩ sao mày không dùng auto click đi? Nếu các bạn đang nghĩ vậy thì các bạn đã sai rồi. Những điều đấy là những điều lòng tôi không bao giờ cho phép. Tôi là một người chính trực, một người chơi fair play. Và những việc làm ấy là những việc làm tôi đang hướng đến. Đã qua là tôi không nói cho các bạn biết thôi. Tôi không nói là tôi đang dùng auto lead đâu nha, các bạn đang hiểu nhầm. Sau khi đào được vài tiếng, chính xác là vài phút, thì thôi chợt nghĩ ra rằng ấy ạ, ở cái thế giới nào cũng cần tiền hết các bạn ạ. Có tiền là có tất cả. Và ước mơ của tôi trở thành trùm server, cho nên tôi quyết định khởi nghiệp để trở thành một ôm trùm trong cái server Skyblock Happy này. Và cái nghề đầu tiên mà tôi chọn đó chính là nghề câu cá. Một cái nghề nghe có vẻ rất là đơn giản, chỉ cần thả cần câu xuống, cá lên, tiền múc, kiếm tiền quá dễ dàng. 2000 years later. Và theo như con mắt thứ ba sonic của tôi thấy thì tôi nghĩ là cái ao này nó không có cá rồi. Nhưng ông trời đâu vừa lòng người tốt, tôi câu lên được một cái thằng mắt thâm. Nhìn mặt thằng này nó khá là gian xảo, mà cái cảnh này tôi thấy quen ở đâu các bạn ạ. Một người chui lên từ đáy xã hội, chui lên từ nước, quen lắm. Với sự tò mò của mình thì mình hỏi thằng này là ai, thì chưa gì nó là lặn xuống đáy xã hội nữa rồi. Ta là thần biển, ngươi có một điều ước. Và thì ra thằng này là buộc các bạn ạ. Chớp lấy thời cơ thì mình ước mình có cực kỳ nhiều tiền. Và chỉ có làm thì mấy quan. Mình khá là nghi ngờ về độ uy tín của thanh niên này. Tiền thì ta không có, nhưng mà ta sẽ chỉ cho con một cách kiếm tiền nhanh hơn. Bây giờ đâm lao phải theo lao các bạn ạ. Thà sống hèn còn hơn chết dại mà. Tin nó một lần thôi. Một là trở thành đại gia, hai là chui xuống cái xã hội gặp mấy thằng fan mù. Tới ngang đây thì tôi có mùi rồi các bạn. Mùi tiền ý, mùi của đầy da ấy. Bây giờ mình sẽ mua coin. Cái này dạng là tiền ảo ấy các bạn. Cái này dạng là tiền ảo đấy mọi người. Đấy, chúng ta sẽ mua thật là nhiều coin bằng 100k chúng ta vừa tự tặng xong. Xong rồi chúng ta sẽ vào đây. Đấy, casino các bạn. Mình sẽ chơi trò đua ngựa, một trò cá cược. Và đúng như lời của ngài đã dạy, sau này có nàm thì mới có ăn, không nàm mới có ăn thì chỉ có đi cá ngựa, đi chơi casino thôi. Chỉ mới được vài giây thì thanh niên kia ao con ngựa đó rồi các bạn. Ngay lúc này, vào thời điểm này, tôi đã cảm nhận được sự ngu người của chính mình.
tôi mất sạch không còn một đồng nào trong người cả. Tôi chính thức vào hang gặp Phan Mô và những lũ Weibo trong kia. Và mình đã rút ra được một bài học, đó chính là đừng bao giờ tin người lạ. Và đặc biệt đừng bao giờ dính líu đến cờ bạc, đến những cái vụ cá cược nha mọi người. Tuyệt đối cấm nha. Và tôi nhận ra một điều nữa, đó chính là thanh niên này cũng chỉ là một dân bình thường thôi, chả là thần thánh cùng què gì cả. Một thanh niên bịp chúa. Và rồi thần này giúp mình hiểu ra rằng không làm thì mới quan, thì ăn đờ bờ là ăn đồng bằng, ăn cát nha các bạn. Và rồi duyên phận đã đưa hai đứa đến với nhau. Một thanh niên nằm ở dưới đáy xã hội dụ dỗ một thanh niên từ đáy xã hội đi xuống. Rồi chúng ta là quay về nghề đập đá, hằng ngày cầm cái cúp ra đập đá, đập từ ngày này sang ngày nọ, ngày kia sang tháng kia, năm này sang năm nọ. Và rồi chúng ta bắt đầu nâng cấp, không cần phải dùng cái máy phao gà gà mờ này nữa. Chúng ta bắt đầu sang phẳng để xây dựng một hòn đảo. Mình cùng với thằng Betty đang sang bằng một cái chỗ này để chúng ta mở rộng đảo ra cho nó thoáng chỗ, mát mẻ, tránh trường hợp mình lại té xuống voi. Tại hiện tại mình chưa có rank. Thần Biệp cũng đã xây cho mình một cái máy phao đá gọi là siêu cấp VIP Pro, máy phao đá cải tiến hơn rất là nhiều. May ra thần này vẫn còn lợi dụng được các bạn ạ. Ừ thì máy xìn đấy, khối ra cũng nhiều đấy. Nhưng mà với cái cúp này thì đập đến ngày mai, biết khi nào mình mới có tiền mình mua đồ chơi. Và mình đã quyết định đi sắm cho mình một cái cúp mới. Nếu bạn nào để ý từ đầu video thì với hào quang nhân vật chính của mình thì mình đã có được 1.500 xu, à không, 15.000 xu. Với chừng tiền này thì mình có thể mua được một cái cúp siêu cấp VIP vũ trụ luôn. Không phải là mạnh nhất nhưng cũng đủ đào, cũng rất là phê. Đây, cái cúp nhìn xịn sò hơn ngay. Cúp Ultimate 1 về đảo mình mới khè với thằng Betty này liền. Đấy các bạn nhìn đây. Đó, phải như thế này đây. Như thế này nó mới sướng các bạn. Như thế này đào ra mới nhiều đồ, mới nhiều tiền, mới mau làm trùm server chứ. Với một cái thằng nạp lần đầu như mình, một thằng chỉ đồ như mình, thì cái vấn đề làm giàu cũng dễ thôi. Mình quyết định sắm cho mình một cái liềm. Chúng ta cần phải mua tầm khoảng 2 viên tinh thạch. Bây giờ chúng ta cần để 2 viên tinh thạch này vào, nhận được một cái liềm với sức mạnh cực kỳ cấp VIP Pro. Wow, các bạn nhìn nè. Đấy, chạy nhanh chưa? The Flash Harry mở cơ. Sau đó mình mua thêm 2 viên tinh thể nữa. Và qua bên này mua chúng ta một cái sao Nether. Đây, cái này gọi là dạng búp sức mạnh cho chúng ta các bạn. Nói thẳng ra là chế đổi, cho nên các bạn muốn mạnh thì các bạn phải nạp vào mới mạnh được nhá. Sau khi chơi đồ xong thì sức mạnh được búp lên 100% sức mạnh. Các bạn nhìn mình có xin sò không? Sau khi chúng ta trang bị một đống nô mạnh thì mình sẽ xếp quát dungeon để chúng ta sẽ qua đánh boss. Thì hiện tại với trình độ siêu cấp VIP vũ trụ thì chúng ta phải chiến đấu với con boss yêu nhất, nên mình sẽ chọn cái đầu tiên. Các bạn đừng nói Harry nhất gan, Harry gà, biết địch biết ta, trăm trận trăm thua, anh nhầm, trăm trận trăm thắng. Đấy, chúng ta phải biết từ lượng sức của mình. Mình sẽ cày những con boss này để chúng ta cày ra những bộ giáp cực kỳ mạnh. Lúc đó mình sẽ ra quát PV và gõ đầu những thanh niên trong server này. Đấy, các bạn nhìn mình có mạnh chưa? Đó, di chuyển với tốc độ cực kỳ cao cùng với đam cho ra rất là mạnh. Hai cái này bổ trợ cho nhau thì cực kỳ gọi là pro siêu cấp VIP luôn các bạn. Đây, bạn nhìn mình đánh ngầu chưa? Ui, đánh loạn xạ các kiểu luôn, mình hoa mắt chóng mặt u ta luôn. Bây giờ chúng ta sẽ time skip đến lúc mình cày đủ cái vật phẩm để đổ ra đồ nhá. 2000 years later. Sau vài phút đánh nhau thì mình tan hết cái giáp rồi mọi người ơi. Mém nữa là tụt quần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về Warp Chain và tiến đến đây các bạn. Đây, các bạn nhìn chỗ này chưa? Đây là nơi chúng ta đổi ra những vật phẩm cực kỳ mạnh. Mình sẽ bỏ một cái áo giáp vào cùng với cái Slam Enchant ra một cái áo giáp cực kỳ xịn. Mang vào là đồ tự tin búp lên 200% ngay. Mua quá ghê gớm luôn. Mới trang bị cái áo xong mình chạy ra Warp PvP và tuyên bố là trùm server. Ai ra Warp PvP solo không? Và đây chính là biểu hiện của mấy thằng trẻ trâu các bạn. Và cái kết. Wow, chém căng đấy, chém căng đấy. Trời ơi. Sau thất bại nhục nhã này, cho nên mình phải cố gắng cày cuốc để cày full màu giáp các bạn. Chơi thế này là dở rồi. Thề luôn ấy, mình nhục rồi mình muốn đào cái lỗ mình chui xuống luôn các bạn. Quê quá, quê quá. Cho nên bây giờ chúng ta tích cực cày đồ nào nha các bạn. Sau một ngày đánh boss thì bây giờ chúng ta bắt đầu về đổi ra những bộ giáp cực kỳ mạnh nào. Chưa kịp đổi thì mình thấy thông tin là chúng ta bắt đầu lượm rương ở Warp PvP. Mình lại sát dò chạy qua bên kia để bắt đầu có một cuộc chiến khá là căng thẳng ở đây các bạn. Và với tốc độ The Flash mình thừa sức chôm những rương của những thanh niên kia và bỏ chạy ngay. Tại vì đánh không bao giờ lại các bạn, thanh niên kia full giáp hết rồi. Xa xa kia chính là thanh niên đã giết mình các bạn ơi. Mối thù này mình sẽ trả sau, bây giờ chúng ta chưa trả thù được. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Đấy, rương xong thì bắt đầu gà solo các bạn. Bố lắm tồi đấy. Ừ.
Sau khi trả vợ thua thì tôi quay trở về để đào tạo ra bộ giáp cực kỳ mạnh. Lần này thì bộ giáp tôi sẽ full, tôi sẽ không sợ bố con thằng nào nữa. Chúng ta đã được bộ giáp ngục tối một rồi mọi người ơi. Đấy, đẹp trai chưa? Vừa có giáp mới xong mình phải xịt warp PVP và ra gõ đầu của thằng kia các bạn. Đây là lúc Harry trả thù. À đây rồi, chết rồi con trai. Ra đây con trai, ra đây. Tuyệt chiêu Harry thần trưởng, cú chém của Harry mơ cơ. Ngon quá đây con trai. Đấy, đạo phát thiên 24 này. Chết nè, chết nè. Đấy, con thấy chưa? Trời ơi, tuổi nha. Noan. Sau khi có một chiến thắng vẻ vang, thật ra cũng không vẻ vang lắm các bạn ạ, do thằng kia mặc giáp gà thôi, chứ nó mặc giáp mạnh thì nó gõ đầu mình chết, thì mình cũng đã mua được hai cái key và chúng ta sẽ bắt đầu quay key nha mọi người, thử thách nhân phẩm. Và với người tốt như mình thì ông trời luôn luôn đổ mình, đó là cái điều chắc chắn mà à khỏi biết rồi. Một viên tinh thạch các bạn, quay cũng là hơi hãy xui á. Lượt thứ hai thì gọi là cực kỳ hên luôn các bạn. Mình quay ra được một viên tinh thể, và rồi viên tinh thể ấy đi ở đâu không chỗ ở trong người mình. Mình chính thức mất trắng từ đây. Sau khi quay về đảo thì thằng bịp của mình cũng đã mở rộng hòn đảo này. Wow, cũng xin xò đấy, ít nhất cũng được lợi dụng vài thứ nhờ. Đúng là địa của mình các bạn. Việc đảo mình giao cho thằng này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục cày đồ nha mọi người. Chúng ta sẽ cày lên bộ giáp ngục tối 2 bằng cách là gõ đầu mấy con nhịt này các bạn. Và tiếp tục chúng ta sẽ time skip nhà mọi người. Mất một thời gian mình mới giết được con này. Trời đất ơi, nó trâu phết các bạn ạ. Nó cho mình phê pha luôn nè. Và với tài năng thiên bẩm thì cuối cùng chúng ta cũng cày được cái ngục tối 2 rồi mọi người. Giờ thì chúng ta bỏ giáp vào, bỏ những cái mắt nhìn incense vào, và chúng ta đã có được full bộ giáp ngục tối 2. Quái, đẹp trai thật sự. Nhìn như kiểu đặc Vina đen xinh nhờ. Vừa có giáp xìn thì mình phải ra warp PV để gõ đầu con thanh niên này các bạn. Đây, đánh lén thần trưởng à. À, mày sao, muốn sao? Nhào vô con dài mình nhóc này. Mình sẽ chơi chiến thuật gọi là đánh xong rồi chạy các bạn. Đấy, cắn xong rồi chạy. Với tốc độ của mình thì làm sao nó đánh được mình được. Và mình cũng ngược lại, mình đéo đánh được đó các bạn. Hoa mắt chóng mặt u tai luôn. Thanh niên cay cú vì không đánh được mình. Mình nhân cơ hội thanh niên đang đứng làm gì đó, hình như đang nhắn tin các bạn, thì mình tới la liếm. Chém. Trời ơi, ông hoàng chơi dơ, đấng tối cao của sự dơ bẩn. Thật là tự hào quá đi ạ. Nhưng như vậy là chưa đủ các bạn ạ. Mình muốn trở thành trùm server, trở thành người mạnh nhất trong server này. Cho nên mình tiếp tục đi cày ngục tối 3. Đây là bộ giáp mạnh nhất rồi. Và cái con skeleton xương đen này nó thật sự nó khá là mạnh đi. Mặc dù nó có thể gây đam cho mình cao được, nhưng mà nó khá là trâu. Sau vài giờ đồng hồ mệt mỏi lăn lóc thì cuối cùng chúng ta đã đủ được dụng cụ để nâng cấp bộ giáp này thành ngục tối 3 rồi mọi người ơi. Đây, kiên trì là thành công đó mọi người ạ. Cần cù thì bù siêng năng, chỉ cần kiên trì chúng ta sẽ có được tất cả. Và mình có được full bộ giáp ngục tối 3. Đấy, nhìn mặt giáp kim cương lên, nhìn đẹp trai hơn hẳn, nhìn quyến rũ hơn hẳn, bấn ngu hơn hẳn các bạn. Một bộ đồ một trùm server là như thế này. Và rồi mình là cơn ác mộng ở trong warp PVP. Thằng nào gặp mình chỉ cần vài chém thôi là đi đời luôn. Mấy thanh niên giáp kim cương trên kia không biết là giáp gì, nhưng mình nghĩ cũng là ngục tối 3 đấy. Nhưng mà so với mình vẫn chưa là gì cả. Một mình cân hết tất cả con này các bạn. Đây, chỉ cần vài chém thôi là thanh niên đầu tiên đã ngõm rồi. Thanh niên thứ hai ăn vài chém của mình thì bắt đầu là gọi là phê pha không lối về, bắt đầu bỏ chạy. Và mình cuối cùng mình cũng đã bữa thanh niên này đi về trời luôn. Khà khà, đúng là ông trùm server Harry mở cờ. Bây giờ mình đã đứng trên đỉnh cao của những thằng dưới đáy xã hội rồi mọi người ạ. À. Rồi, thằng lừa lọc bắt đầu đi lừa người ta. Nhìn này, thằng điên này chắc chắn là bị lừa rồi. Một thằng là Onichan, thằng lại thì fan MU. Thua hết tiền rồi, địch thủ với SV. Đúng là hai thằng dưới đáy xã hội các bạn. Vừa fan MU lại còn là Weibo thì đúng là dưới đáy xã hội thật. Bị lừa đúng đời lắm rồi. Và rồi mình đã nghĩ ra một kế sách, đó chính là dụ dỗ hai thiên này về làm nô lệ của mình. Đéo nhà cu, ta thà xem MU đá còn hơn. Anyway, và vài lúc sau, một thằng, hai thằng, cái này nó tự nguyện đi theo tôi nha, chứ không phải là tôi ép buộc đâu. Và bây giờ chúng ta sử dụng hai thằng đề này để chúng ta build lên một cái đảo cực kỳ đẹp về Pokemon nha mọi người. Mọi người hãy đón xem hành trình build của mình nhé. Thank you.
cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Và đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Và hẹn các bạn ở 100 ngày Bisemon tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.